Chàng thanh niên này đang điên cuồng tính toán, khi có được kết quả mong muốn, anh ta liền chạy đi để nói cho cả thế giới biết. Nhưng bỗng nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy cậu bị mắc căn bệnh teo cơ Delta. Bác sĩ nói cậu sống không nổi 2 năm nữa, toàn thân cậu sẽ teo dần cho đến khi hệ hô hấp hoàn toàn thoái hóa và chết. Anh chàng này chính là cha đẻ của vũ trụ Stephen William Hawking. Trước khi xui xẻo ập đến, Hawking là một thiên tài, giáo sư ra 10 câu hỏi và những thiên tài xuất chúng này không ai giải nổi một câu, còn anh thì nhẹ nhàng giải một hơi 9 câu. Đám bạn học há hốc mồm nhìn Hawking, đến thầy giáo cũng vô cùng ngạc nhiên, một thiên tài siêu đẳng như vậy lại mãi không quyết định được khoa nghiên cứu của mình. Thế là giáo sư liền đưa Hawking đến phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm này, Thomson đã phát minh ra điện tử, N. Rutherford phát hiện vật lý hạt nhân. Giáo sư kỳ vọng rất lớn vào Hawking, còn muốn đưa cậu đến buổi tọa đàm của ngài Roger Penrose. Nhìn những vật dụng đã lâu đời ở nơi này, Hawking phảng phất như nhìn thấy những nhà khoa học vĩ đại kia. Trước khi xuất phát, anh mời cô bạn mình thầm thương lâu nay đến nhà. Bọn họ được mời đến một bữa tiệc, một người khoa vật lý, một người khoa văn. Một người thì không tin vào bất kỳ thần thánh nào, một người lại tin tuyệt đối vào Chúa. Nhưng hai con người này lại nảy sinh tình cảm với nhau. Trong đêm vũ hội, Hawking vô cùng điển trai. Anh hỏi Jane có biết tại sao cà vạt của con trai lại sáng hơn cả lễ phục của con gái không? Không đợi bạn gái trả lời, Hawking đã giải thích. Dưới tia tử ngoại chất huynh quang trong bột giặt sẽ phát sáng. Dường như chàng trai này chẳng gì không biết. Dần dần bị anh chàng này thu hút. Dưới ánh sao và màn pháo hoa ngập trời, hai người trao cho nhau những cục đờm béo ngậy. Không lâu sau, Hawking tham gia buổi tọa đàm của ngài Roger Penrose, thảo luận hố đen và điểm kỳ lạ của thời gian. Hawking bị những lý luận hoàn toàn mới về hố đen thu hút. Nếu đem lý luận Roger Penrose từ hố đen đem đi vận dụng vào cả vũ trụ thì thế nào? Cuộc hành trình về thuyết vạn vật vũ trụ cũng đã bắt đầu mở ra cánh cửa thám hiểm vũ trụ. Cậu khát khao giải mã được khởi nguồn của không gian bao la. Trên chiếc bảng đen, Hawking vẽ chi chít những công thức mà không ngừng tính toán, cuối cùng có được đáp án mong muốn. Nhưng cũng chính vào lúc cậu muốn công bố cho cả thế giới thì nỗi bất hạnh ập đến. Một thiên tài siêu đẳng trong phút chốc lại phải gục ngã. Hawking nắm chặt cái kẹt cũng không đủ sức. Bác sĩ báo cho Hawking rằng cậu chỉ còn lại thời gian 2 năm. Mọi thứ như sụp đổ, cậu cắt đứt liên lạc với Jane. Khi cô đến tìm Hawking, anh liền đuổi cô đi một cách vô tình. Anh đã không thể nào mang lại cho Jane cuộc sống mà cô mong ước, nhưng cô vẫn quả quyết muốn được ở bên chăm sóc cho Hawking. Sau đó, cô liền tặng cho Hawking một nụ hôn để khẳng định tình cảm chân thành của mình. Điều đó đã cho Hawking sức mạnh để tiếp sống. Anh giải quyết xong chủ đề nghiên cứu thời gian. Không lâu sau, Hawking và Jane kết hôn rồi họ nhanh chóng đón đứa con đầu lòng. Với thân thể đang dần bị teo cơ, Hawking hoàn thành luận văn tiến sĩ. Tiếp theo, anh muốn chứng minh thời gian là có khởi điểm, dùng một phương trình đơn giản để giải thích vạn vật. Thực tế bao giờ cũng tàn khốc và bệnh tình của Hawking ngày càng nặng hơn. Anh đã hoàn toàn mất đi khả năng đi lại, đến những hành động đơn giản nhất nhưng mặc quần áo anh cũng không thể tự làm được. Bỗng nhiên, Hawking sững người lại, anh nhìn ngọn lửa đang cháy thông qua chiếc lỗ trên chiếc áo len. Và cũng chính thời khắc này, Hawking đã nhìn ra được một thiên cơ. Người đàn ông bệnh tật kia ngồi trên bục và nói lời ngông cuồng. Anh ta nói hố đen phát ra bức xạ và nhiệt độ của bức xạ sẽ khiến hố đen thu nhỏ dần, cuối cùng thì xảy ra một vụ nổ và biến mất. Những người bên dưới đang ngồi nghe anh nói đều là những người có học bá uyên thâm. Có người mắng Hawking nói vớ vẩn không có căn cứ, có người thì coi anh là kẻ điên rồi tức giận bỏ đi. Còn Hawking thì chẳng hề để tâm, tiếp tục buổi diễn thuyết của mình. Hành tinh biến mất và sụp đổ thành hố đen. Hố đen nổ tung rồi biến mất từ hư không đến hư không. Anh đã chứng minh rằng thời gian có khởi điểm. Nghe xong những lời trần thuật của cậu, đoàn người liền đồng loạt đứng lên vỗ tay. Đây chính là thuyết bức xạ Hawking nổi tiếng. Người đàn ông bệnh tật này là một người mà chỉ có 3 ngón tay có thể cử động. Từ đó Hawking nổi tiếng khắp nơi. Không lâu sau, hai đứa con của anh cũng dần lớn lên. Hawking cũng đã chứng minh lời chẩn đoán của bác sĩ là sai. Anh bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng lúc này tình yêu giữa hai người lại bắt đầu rạn nứt. Cùng lúc chăm sóc người chồng bị bại liệt và đứa con khiến Jane cảm thấy mình cô không thể gánh vác được. Bà mẹ nhìn thấy sự khác thường của Jane và đề nghị cô tham gia vào lớp hát của nhà thờ. Tại đây cô gặp được Jonathan, người chơi đàn organ cho nhà thờ. Anh ta là một chàng trai độc thân và chủ động đề nghị được chăm sóc cho gia đình Hawking. Cho dù Hawking rất đau lòng nhưng anh hiểu được sự khó khăn của Jane nên đã đồng ý cho Jonathan đến nhà giúp đỡ. Sau khi nghe xong, Jane liền ôm mặt Hawking hồi lâu không nói gì. Cũng từ đó, Jonathan bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của gia đình họ. Anh ta cùng chơi đùa với lũ trẻ trên biển và giúp đỡ chăm sóc cho anh. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không lâu sau, Jonathan và Jane bắt đầu nảy sinh tình cảm. Trên mặt của Jane cũng đã xuất hiện nụ cười rạng ngời như hồi thiếu nữ. Nhưng chuyện tốt lành lại không kéo dài được lâu, Jane lại tự nhiên có thai. Không lâu sau, đứa con thứ ba ra đời. Mẹ chồng đã tìm con dâu chất vấn trai đứa bé là ai. Trong mắt của mọi người, con là loại người đó sao? Những lời nói này bị Jonathan đứng bên ngoài nghe được. Anh ta quyết định rời xa Jane. Lý do quan trọng hơn nữa là anh ta đã yêu cô mất rồi. Đối với anh em cũng vậy. Cho dù trước giờ hai người vẫn chỉ duy trì tình bạn, nhưng cuối cùng cũng không vượt qua được những lời đồn. Và Jonathan vẫn lựa chọn rời đi. Cảnh này bị Hawking nhìn thấy. Anh liền âm thầm ra một quyết định. Người đàn ông chẳng bao giờ tin vào thần thánh này lần đầu tiên bước vào nhà thờ.
Hawking tình đến Jonathan và nói ra những lời vô cùng khó khăn với một người đàn ông: vợ tôi đang cần sự giúp đỡ của anh. Không lâu sau, Hawking được mời đến nhà hát kịch Bordeaux. Lần này anh không đưa Jane theo, mà kêu Jane cùng Jonathan đưa bọn trẻ đi cắm trại. Có Jonathan bên cạnh, nụ cười rạng người lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt Jane. Bọn họ cùng nhau dựng lều, cùng nhau chơi đùa cùng đám trẻ. Họ hoàn toàn không hề hay biết bất hạnh đang đến gần. Trong nhà hát kịch Bordeaux, Hawking bị khó thở và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận được cuộc gọi, cả thế giới như sụp đổ dưới chân Jane. Bác sĩ nói với cô, Hawking đã không thể nào tự hít thở được nữa. Tiếp tục cấp cứu cũng không chắc có giữ được mạng sống của anh. Bọn họ có thể giúp Hawking ra đi một cách nhẹ nhàng, nhưng cô ấy một mực không nghe. Cô khẳng định rằng chồng mình chắc chắn sẽ vượt qua được, bảo bác sĩ cố gắng bằng mọi cách phải cứu được anh, nhất định phải giữ được tính mạng cho anh ấy. Cô tin rằng Hawking sẽ vượt qua được và quả nhiên anh đã sống sót. Tính mạng của anh đã được giữ lại trước khi rời đi. Jane ôm chặt lấy Jonathan. Lần này cô quyết định lựa chọn buông tay để trở về bên người chồng tàn tật. Hawking đã may mắn giữ lại được tính mạng, nhưng anh đã không còn có thể nói được nữa. Hai người nhìn nhau trong nước mắt để có thể chăm sóc cho chồng tốt hơn. Jane đã mời y tá lên, cô rất có kinh nghiệm chăm sóc những người tàn tật. Chỉ thông qua một bảng chữ cái và ánh mắt của Hawking là có thể nhận ra anh muốn nói gì. Không lâu sau, Hawking nhận được một chiếc ghế. Trên chiếc ghế có một màn hình có thể dùng ngón tay điều khiển đánh chữ và thông qua hệ thống phát ra tiếng nói. Hawking đã mất đi khả năng nói chuyện, cuối cùng cũng có thể thông qua cỗ máy này và nói chuyện với mọi người. Tên tôi là Stephen Hawking. Sau khi có thứ thiết bị này, anh đã suy nghĩ rất lâu và quyết định viết một cuốn sách. Một cuốn sách nói về thời gian, bản chất của thời gian là gì và liệu nó có điểm cuối hay không? Liệu chúng ta có thể trở về quá khứ hay không? Hawking viết ra những suy nghĩ của mình và tên của cuốn sách này chính là Lịch sử thời gian. Dưới sự bầu bạn và chăm sóc của Erlen, tính cách của Hawking dần lạc quan hơn. Cô nàng này dường như còn hiểu Hawking hơn cả vợ anh. Thời gian lâu dần, Jane bỗng trở nên như một người ngoài. Không lâu sau, cuốn Lịch sử thời gian dần hình thành. Trong cuốn sách đó, lần đầu tiên Hawking nhắc đến Thượng Đế. Gương mặt vợ anh vô cùng kích động. Là một người tin vào Chúa, cô tin rằng chính sự chỉ dẫn của Thượng Đế đã khiến cô gánh vác trọng trách chăm sóc cho Hawking. Cô tưởng rằng cuối cùng chồng mình cũng đã hiểu ra, làm cô vô cùng vui mừng. Hawking nhìn vợ do dự hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nhấn nút. Anh đã mời Erlen đến Mỹ cùng mình, cô ấy sẽ chăm sóc cho anh. Jane nghe thấy liền rớt nước mắt ngồi xuống. Cô nói với chồng, em đã từng yêu anh, em đã cố gắng hết sức mình. Jane biết rằng bọn họ không thể trở về như trước nữa. Hawking dùng cả đời mình để nhìn rõ thời gian và không gian. Cuối cùng anh lại thua thời gian. Trên thế giới này làm gì có lý luận nào lý giải vạn vật. Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm này bắt đầu từ đây đã hoàn toàn khép lại. Khi đến nhà thờ, Jane gặp lại Jonathan, hai người ôm chặt lấy nhau. Không lâu sau, cuốn Lịch sử thời gian được xuất bản, danh tiếng của Hawking nổi khắp thế giới. Người đàn ông hoàn toàn bại liệt này dùng ý chí của mình truyền cảm hứng cho mọi người. Nhiều năm sau, Jane nhận được thư của Hawking. Hai người nhận được lời mời của nữ hoàng Anh. Họ từ từ bước vào cung điện. Hawking từ chối khéo danh hiệu thị sĩ mà nữ hoàng trao tặng. Anh và Jane nhìn nhau nở nụ cười. Ba đứa con trở thành chứng minh thời gian lớn nhất của họ. Sinh mệnh vô thường, hy vọng vô biên, vũ trụ không có biên giới. Tiềm lực của con người là vô hạn, vạn vật đều có vết nứt. Ánh sáng cũng đến từ nơi đó. Cho dù bóng tối có bao trùm mọi thứ, nhưng hãy luôn nhớ rõ một điều. Chỉ khi bạn còn sống mới có thể làm được mọi thứ. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.